Du Uyên, Đà Di chính thức toang, nhà gái ẩn ý sẽ bóc phốt nhà trai. Mới đây, Du Uyên xác nhận với truyền thông rằng cô và Đạt Di đã chính thức đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ cũng khẳng định từ bây giờ cả hai sẽ không hợp tác bất kỳ sản phẩm nhạc nào cùng nhau. Cô cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Trước đó, trên trang cá nhân, Du Uyên đăng status được cho là ẩn ý nhắc đến người yêu cũ. Dạo này mình gặp nhiều người để giải quyết công việc cũ và nghe rất nhiều điều không đúng, sai sự thật mà bạn kể về mình. Nó đang làm ảnh hưởng tới công việc và mối quan hệ của mình. Mình hứa sẽ viết hết quá trình từ lúc mình và bạn gặp nhau, những chuyện mình phải gánh chịu ngày hôm nay để bảo vệ mình. NTD. Nhiều người cho rằng Đạt Di tên thật là Nguyễn Tiến Đạt, và tên này khá trùng với nhân vật nữ ca sĩ nhắc tới là NTD. Sau dòng trạng thái, nhiều khán giả dự đoán nhà gái sắp đăng đàn bóc phốt nhà trai, nhưng có vẻ Du Uyên không còn muốn liên quan đến tình cũ nên đã xóa vội status. Trong một chương trình truyền hình, Đạt Di cho biết anh và bạn gái lần đầu gặp gỡ từ năm 2018, khi cùng anh quay ca khúc Tết Long Phụng Sum Vầy. Nam ca sĩ cho hay ban đầu anh không có ấn tượng về Du Uyên. Đến khi biết cô tốt nghiệp học viện âm nhạc và có ước mơ theo đuổi ca hát, Đạt Di quyết định giúp đỡ. Suốt thời gian gắn bó, cả hai ra một số sản phẩm chung. Trong đó, ca khúc Bánh Mì Không của cặp ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích. Trước khi đến với Du Uyên, Đạt Di cũng từng bị người yêu cũ bóc phốt không thương tiếc. Bạn gái cũ của Đạt Di cho biết nam ca sĩ đối xử tệ với mình và gia đình mình dù được họ cưu mang, giúp đỡ. Nam ca sĩ cũng bị cho là thích nói xấu, ăn bám gia đình người yêu sau đó đánh đập người yêu không thương tiếc. Sau mọi chuyện, Đạt Di lại quỳ dưới mưa để xin tha thứ. Anh chàng này cũng từng bị phốt trí nhớ kém, vay tiền xong quên không trả. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng không ít lần bị tố đạo nhạc Hàn. Có thể nói, Đạt Di lắm tài nhưng cũng không ít tật, nhiều lần khiến người hâm mộ quay vòng vòng trong mớ lùm xùm của mình. Ở thời điểm đó, bạn trai liên tục dính scandal. Du Uyên đã ra mặt bênh vực và luôn ở bên động viên anh. Liên quan đến thông tin toang của Du Uyên và Đạt Di, dân tình cũng chín người mười cảm xúc. Người thì tỏ ra hoang mang chưa tin vào sự thật, người thì tiếc nuối cho mối tình đẹp. Và cũng có người tỉnh táo hơn khi cho rằng mọi chuyện diễn ra đều có lý do của nó. Mọi người còn ùa vào trang cá nhân của hai nhân vật chính để mày mò thêm thông tin. Một status của Du Uyên cũng được đào lại. Cụ thể, vào hôm 20 tháng 4 vừa qua, Du Uyên có viết trên Facebook của mình một đoạn như sau. Hợp nhau là một câu chuyện dài. Cố gắng thích nghi để hợp nhau lại là một chuyện khác. Đừng cố gượng ép bản thân mình thành một người khác vì bất cứ một ai. Đó là kinh nghiệm thật của tôi. Nhiều người cho rằng thông qua chia sẻ này, nữ ca sĩ đã ngầm úp một chuyện chia tay nhưng ở thời điểm đó không mấy ai để ý. Phải đến tận ngày 23 tháng 4, sau khi Du Uyên đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý khác, đề cập đến việc người cũ gây bất lợi cho cuộc sống và công việc của cô sau khi chia tay, mọi người mới vỡ lẽ.